tóc ngả màu bạc trắng như mây, cay mắt cay thương đợi con về chốn đô thành nhà ông lạnh cong. Chào mừng các bác và anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của JK Audio âm thanh số. Lên sóng cũng như trong video ngày hôm nay, Zika chúng em nói rất là may mắn, vinh dự khi tiếp tục được quay trở lại với một siêu phẩm nữa. Với phiên bản này là phiên bản mới nhất của năm 2021, chính thức đây là gần như cuối tháng 11 năm 2021 rồi, để phục vụ các anh em về cái dịp cuối năm. Đấy, cho anh em đam mê âm thanh. Với mẫu loa W921, đây là cái dòng loa mà gần như là đẹp nhất cái phân khúc từ kết cấu vỏ thùng. Các anh em có thể nhìn thấy màu sắc của nó cả mặt trước mặt sau. Đấy. Chất liệu gỗ thì bằng gỗ lạ với những đường vân và màu cam đẹp sang trọng. Cấu trúc mặt trước của nó là nền đen, viền vàng, điểm nhấn táo bạo cũng như là sang trọng nhất của cặp loa W921 này. Với chiều cao của nó là tổng thể của nó là 82 cm và chiều sâu cũng như chiều ngang là 35 với cái thông số vỏ thùng như vậy và cấu trúc bát, và điều đặc biệt nhất là cái công suất. Công suất của cặp W921 này nó đạt được mức max lên được 400 và nó sẽ đánh ở cái giải như là dao động từ 150W cho đến 400W. Hay nhất ở ngưỡng khoảng 300-320W và trở kháng 8 ohm, độ nhạy 92 dB và cũng như cái tần số dao động của nó có thể đánh xuống sâu đến 30 Hz và có thể cao lên vượt ra ngưỡng 20 kHz. Ở đây được trang bị một con xếp kèn đây. Cấu trúc bát thì một con bát 30, đường kính 30 gần mút xốp, hai chung đường kính 16, chung rất lớn, và hai chép và một super chép, siêu chép đấy. Với cặp loa này chúng ta có thể đánh với âm ly, đánh với đẩy liền vang, đánh với đẩy công suất khủng. Và dao động trong cái không gian chúng ta có thể setup được khoảng độ 50 thậm chí lên đến 60 m², không cần trầm, nhé, đánh bạo, đánh lực với cái cặp loa này. Hiện nay em đang ưu tiên ghép cho anh em với một chiếc đẩy X7 DAC và không thể thiếu bộ mic W321. Và cấu hình này thì hiện tại đang có giá chính hãng tại công ty Zika, đó là 18 triệu đồng và khuyến mại tặng kèm các em 1 triệu đồng tiền mặt. Để các em cần thanh toán với mức giá là 17 triệu đồng cho tổng cấu hình combo. Còn riêng về đôi loa, hiện tại đôi loa này đang có giá bán chính hãng của nó là 8 triệu đồng. Hàng nhập khẩu, bảo hành 12 tháng. Các em có thể đến tận nơi để trải nghiệm trực tiếp cũng như là xem qua video. Khi mà yêu mến ủng hộ Zika chúng em thì liên hệ cho số hotline công ty chúng em sẽ tư vấn và chốt đơn cho anh em. Okay. Không để mất nhiều thời gian nữa, em sẽ đi vào test nhạc luôn. Đối với cặp loa W921, công suất max được 400, ghép được tất cả những dòng âm ly và những chiếc đẩy hiện nay. Xin mời các anh em chúng ta cùng đeo tai phone vào và lắng nghe thưởng thức một bản karaoke em test trên cấu hình cũng như là đôi loa W921 này. Tạm xa mẹ đến chốn thành đô, chân bước đi sao lòng muốn ngừng, tâm thức con vui buồn có mẹ, canh của đồng mẹ nấu tuyệt ngon. Ngày xa mẹ hứa sớm về thăm, bao nhớ thương chưa kịp tỏ bày, nay lớn khôn công thành danh toại, đón mẹ về vui sống cùng con. Mẹ thương con biển hồ lái lan, tóc ngả màu bạc trắng như mây, cay mắt cay thương đợi con về chốn đô thành. Về thôi, ơi về thôi, đừng tranh đua danh lợi mà quên lãng, nhớ tìm về mái ấm mẹ trông, tê tí tê vui chuyện xung vầy, gia đình là tất cả về thôi. Cầu ơn trời mẹ sống bình yên, cho chúng con dâng trọn hóa lòng, tuy lớn khôn nhưng cần có mẹ. con làm tròn nghĩa hiếu mẹ vui. Tuy lớn khôn nhưng cần có mẹ, con làm tròn nghĩa hiếu.